Ngày 2 tháng 9, bão Yagi đã đổ bộ vào thành phố Kasigura, tỉnh Aurora của Philippines gây mưa lớn, dẫn đến lũ lụt và lở đất tại nhiều nơi, ít nhất 11 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão. Theo các quan chức Philippines, bão nhiệt đới Yagi đổ bộ vào đảo Luzon ngày 2 tháng 9 sau khi quét qua vùng Bicon, đông nam Manila vào đêm 1 tháng 9. Bão Yagi đổ bộ vào nước này gây mưa lớn dữ dội trong hai ngày liên tiếp, kéo theo lũ lụt và lở đất khiến 11 người thiệt mạng, trong đó 5 người tử vong vì lở đất. 4 người thiệt mạng vì chết đuối và một người bị điện giật. Cơ quan thời tiết Philippines dự báo cơn bão có thể mang mưa lớn hơn với khả năng gây lũ lụt và thêm nhiều trận lở đất. Tại thủ đô Manila, các trường học và cơ quan chính phủ tạm thời đóng cửa. Nhiều chuyến bay nội địa bị hủy trong khi hoạt động đi lại trên biển tạm dừng ở các cảng miền Đông và miền Trung Philippines khiến hơn 2.200 hành khách bị mắc kẹt. Theo quan chức Reli Bonifacio của thành phố Antipolo, khu vực gần Manila, cũng đón mưa lớn xối xả. Mưa lớn gây lở đất tại đây đã khiến một phụ nữ đang mang thai thiệt mạng. Cũng theo ông Bonifacio, thi thể của bốn nạn nhân chết đuối khác đã được tìm thấy trong ngày 2 tháng 9. Tại thành phố Bicol, lực lượng cứu hộ cho biết nước lũ dâng cao hơn đầu người tại một số khu vực hàng trăm cư dân ở Bicon đã được sơ tán. Bão Yagi cũng kéo theo các dòng chảy mạnh và sóng lớn gây hỗn loạn vùng biển Vịnh Manila, khiến một xà lan và một tàu chở dầu bị hất tung lên đề chắn sóng. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 1 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão Yagi ở vào khoảng 18 độ vĩ bắc, 121,5 độ kinh đông trên khu vực phía bắc đảo Luzon của Philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là 62 đến 74 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng bắc tây bắc khoảng 20 km mỗi giờ. Dự báo khoảng chiều và đêm cùng ngày bão Yagi đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024. Khoảng Ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9, bão khả năng đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12, cấp 13, giật cấp 16 vùng gần tâm bão. Cụ thể trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 880 km về phía đông, di chuyển vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giật cấp 12, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 590 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Lúc 1 giờ ngày 6 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 240 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 giật cấp 16 khu vực chịu ảnh hưởng phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 km, cường độ khả năng mạnh thêm. Tác động của bão Yagi từ trưa và chiều 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão 3 đến 5 m, sau đó từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9 có thể tăng lên 5 đến 7 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Ngày 2 tháng 9, thông tin từ Văn phòng Quản lý Đường Bộ 4 cho biết, một đoạn quốc lộ 20 qua xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa bị sạt lở nghiêm trọng. Đáng chú ý, đây là đoạn đường có nhiều điểm du lịch check-in rất thu hút du khách, và đặc biệt là các điểm săn mây, đồi trà cầu đất và đồi, đồi điện gió cầu đất rất đẹp. Cụ thể, sau cơn mưa lớn chiều tối ngày 1 tháng 9, tại km 252-800, quốc lộ 20, sạt lở ta luy âm, đe dọa nền đường, đoạn sạt lở dài khoảng 18 m, chiều sâu so với mặt đường từ 7 đến 10 m, tạo hầm ếch ăn sâu vào mặt đường khoảng 0,5 m. Trước sự việc trên, văn phòng quản lý đường bộ 4 đã phối hợp với địa phương cùng các đơn vị lắp đặt hệ thống biển cảnh báo phạm vi sạt lở, căng dây tạo rào chắn, bố trí trực gác đảm bảo giao thông theo dõi diễn biến sạt lở. Đến sáng ngày 2 tháng 9, lực lượng chức năng thành phố Đà Lạt đã túc trực điều tiết giao thông tại vị trí sạt lở nói trên. Hiện vị trí này chỉ cho phép một làn xe ô tô lưu thông. Theo dự thảo nghị định quy định quản lý sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe, Bộ Công an đề xuất kinh phí thu được từ việc xử phạt được chi cho nhiều hạng mục. Trong đó đề xuất về việc chi thưởng cho cá nhân tập thể, cung cấp thông tin có giá trị giúp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, với mức thưởng có thể lên tới 5 triệu đồng một vụ. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, tuy nhiên cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều giữa việc ủng hộ và phản đối. Bản thân là người thường xuyên xem clip đăng trên các mạng xã hội về các trường hợp cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông, anh Huyên ở Phạm Văn Đồng, Hà Nội rất ủng hộ việc khuyến khích xử lý vi phạm. Thông qua các hình ảnh khi người dân cung cấp, điều này sẽ rất có ích vì mọi người sẽ phải luôn chạy đúng luật thay vì chỉ chỗ nào có camera phạt nguội hay có mặt lực lượng cảnh sát giao thông. Cá nhân tôi thì nhiệt tình hưởng ứng với những cái chính sách mà nhà nước đang đưa ra về cái việc là mỗi một công dân là giám sát về cái an ninh rồi báo cho cơ quan nhà nước hay cơ quan chức năng xử lý. Thì tôi thấy thì lực lượng an ninh nhiều mình nhiều khi cũng mỏng. Bảo là để mà hết cái cung đường nhìn hết thì cũng không hết được. Nhưng cũng có nhiều cái thông tin rất là bổ ích, hữu ích để cung cấp cho cơ quan chức năng để giám sát thì tôi thấy là cá nhân tôi tôi thấy này về cái ý thức của người dân có thể, thể được nâng, nâng, cao hơn về cái về, về, cái tham gia giao thông. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đề xuất thưởng 5 triệu đồng cho người báo tin có giá trị giúp bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ xuất hiện những người đi săn clip vi phạm cũng rất ảnh hưởng đến việc lưu thông. Cần phải là tiền 5 triệu hay là 10 triệu đấy thì mình nếu mình giúp được trong khả năng của mình thì mình vẫn nên giúp. Nhiều khi xã hội thì có người nọ người kia và có, có những cái mình tốt trong khi là nhiều người đã lại lại nghĩ thành xấu thay vì việc giúp đấy có ý nghĩa mà họ lại chỉ nghĩ về cái 5 triệu đấy thì nó không hay chắc là cái mức thưởng nó cũng chỉ ở mức khoảng chừng một hai trăm nghìn đồng chứ không thể lên đến tiền triệu được 5 triệu đồng chỉ là cái mức tối đa với những thông tin cực kỳ có giá trị thì chúng ta mới thưởng cao như vậy nhưng mà ở đây tôi đánh giá cao cái việc có cái mức tiền thưởng cho cái hoạt động cung cấp thông tin này nó thứ nhất sẽ tạo cái động cơ cao cho người dân tích cực uh, cung cấp thông tin uh, cho cơ quan chức năng uh, mặt khác điểm thứ hai đó là khi đã triển khai uh, chi trả tiền thưởng cho người cung cấp thông tin thì bên phía cơ quan chức năng ngược lại là cũng có trách nhiệm phải xử lý thông tin một cách uh, nghiêm túc uh, đúng đắn còn theo các chuyên gia, để thực hiện quy định này, cần tính toán tác động xã hội cả trước và sau, bởi không phải dữ liệu camera hoặc thông tin vi phạm giao thông nào cũng có thể được coi là căn cứ để xử lý vi phạm. Thông báo ở trên phố đang có chuyện này chuyện kia, thì khi đó là chúng ta có thể đến để xử lý là, là, là hợp lý. Còn nếu thông tin mang chất là định lượng, định lượng thì bản bản chất những cái thông tin mà nhân dân cung cấp là những cái máy được quay hoặc là chụp không phải là máy đã được kiểm chuẩn. Bởi vì này, chúng ta phạt ngay cả chúng ta phạt vi phạm nồng độ đồ cồn nên là phạt tất cả những vi phạm là các cái thiết bị của công an đấy đều là thiết bị đã được kiểm chuẩn hàng năm. Hiện nay phòng cảnh giao thông Hà Nội ghi nhận và cập nhật những phản ánh của người dân về tình hình vi phạm giao thông qua Zalo. Từ 2023 đến nay đã xử lý gần 1000 trường hợp vi phạm giao thông từ phản ánh của người dân thông qua mạng xã hội này. Để đề xuất trên mang lại hiệu quả nếu được triển khai, các cơ quan chức năng cần quy định rõ các hành vi vi phạm được thưởng tiền hoặc trả phí một mặt để giám sát xử lý kịp thời các hành vi vi phạm mặt khác cũng ràng buộc trách nhiệm của người cung cấp thông tin đảm bảo thông tin được cung cấp là trung thực chính xác